Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày 28 tháng 9 của Báo Hà Tĩnh. Mở đầu bản tin, như thường lệ, sẽ là những thông tin chi tiết dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ ở phía Tây Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 24 đến 33 độ C. Một số khu vực vùng núi cao, nhiệt độ thấp hơn, dao động trong khoảng từ 18 đến 23 độ C. Chuyển sang phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Riêng các tỉnh Trung Du cục bộ có mưa to, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ ở phía Đông Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 25 đến 34 độ C. Khu vực Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệt độ thấp hơn, dao động trong khoảng từ 18 đến 23 độ C. Còn với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ tại khu vực này dao động trong khoảng từ 24 đến 34 độ C. Qua đến khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên trời ít mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 33 độ C. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận trời nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ thấp hơn, dao động trong khoảng từ 24 đến 31 độ C. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ tại Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 24 đến 31 độ C. Riêng thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, nhiệt độ thấp hơn, dao động trong khoảng từ 17 đến 22 độ C. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Còn với khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ tại Nam Bộ dao động trong khoảng từ 24 đến 33 độ C. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Vừa rồi là tình hình thời tiết các vùng miền trên cả nước. Còn bây giờ, chuyển sang thông tin thời tiết các khu vực ở Hà Tĩnh. Khu vực đồng bằng và ven biển, mây thay đổi, ngày nắng, phổ biến ít mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ tại khu vực này dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ C. Độ ẩm trung bình từ 75 đến 82%. Chuyển sang khu vực miền núi phía Tây, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ tại đây dao động trong khoảng từ 25 đến 33 độ C, độ ẩm trung bình từ 73 đến 84%. Còn với khu vực thành phố Hà Tĩnh, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ tại thành phố Hà Tĩnh dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ C, độ ẩm trung bình từ 72 đến 82%. Ở phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin thời tiết của một số tỉnh, thành phố trên cả nước trong ngày 28 tháng 9. Thank you.